Vâng, xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Và nhiều khách hàng khi đến với Tranh Gỗ Bùi Gia cũng cảm thấy rất là vui khi mà đã bắt đầu phân biệt được đâu là một bức tranh đẹp và đâu là một bức tranh nó chưa đẹp. Và qua những câu chuyện đó thì chúng tôi lại sưu tầm lại những cái kiến thức để làm lên những bức tranh có hồn. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị bức tranh có tên là Tam Anh Chiến Lão Bố, một cái điển tích trong truyện Tam Quốc của Trung Quốc. Và trên bức tranh tổng thể này, quý vị đang nhìn thấy đó là một cái hoạt cảnh diễn ra cái cảnh chiến đấu của ba anh em Lưu Quan Trương với Lão Bố. Vậy thì điều gì làm cho bức tranh này trở lên sống động, và điều gì nó tạo ra những cái luồng sinh khí, và điều gì nó quyết định cái việc là người này đang chuyển động hay người này đang đứng im? Phải cần nói đến đó là cái độ mỏng của những cái giải. Và sau khi cái độ mỏng này nó đáp ứng được rồi thì nó sẽ dẫn đến một cái chuyện đó, những cái độ lượng. Thì quý vị nhìn thấy là một cái giải của Trương Phi đây, nó thể hiện một cái độ lượng. Đầu tiên là nó mỏng thì nó sẽ tạo ra cái độ mềm, và thứ hai là cái độ lượng thì nó sẽ tạo ra cái luồng gió thổi vào bên trong. Vậy thì nếu như mà không có một cái kỹ thuật về cái sự cảm nhận xảo ở trong cái chuyển động của cơ thể thì chắc chắn là người thợ sẽ không thể tạo được ra một cái đường lượn mà nó có hồn như này. Và những cái khăn, những cái giải này nó sẽ tượng trưng cho việc là đâm cái giáo này ra nó có mạnh hay không, cái luồng khí mà ông Trương Phi này ông tạo ra là có đủ lớn hay không. Thế thì chúng ta đã nhìn thấy được là hai cái giải mà chúng tôi đã thiết kế lên nó tương đối là bay và nó dính vào người. Và cái việc mà dính vào người bao nhiêu thì nó tượng trưng cho việc là tay ông ấy phải đưa ra với một cái lực rất mạnh bấy nhiêu thì tay của ông ấy mới cản vào cái gió, thì cái gió nó mới làm cho cái khăn, làm cho cái giải đấy nó dính vào người. Và đến nhân vật thứ hai đó là nhân vật Lưu Bị. Và quý vị nhìn thấy là Lưu Bị đang lướt từ bên phải lao sang bên trái, đúng không? Vậy thì điều gì để cảm nhận được là ông này ông đang lướt đi rất nhanh, và cái tay của ông còn đang đỡ kiếm như này, thì phải phụ thuộc vào những cái vải áo. Và ở trên đây thì quý vị đang nhìn thấy đó là những cái giải áo này nó thể hiện những cái độ cong này, độ vồng này, độ uốn rất là mạnh. Và khi mà chúng ta thể hiện cái sức mạnh của ông ấy đang lao về phía trước thì cái dây vải này càng sát với người của ông ấy thì cái luồng gió đó nó vạt ra sau lưng thì nó phải càng căng cái vải này ra bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện cái độ mà ông ấy đang lao lên phía trước bấy nhiêu. Thế còn là ở những cái phía xa này thì cái luồng gió đó nó tạo ra đằng sau, nó tạo ra độ cuộn, nó phật phật như này, đúng không? Và khi mà nó càng phật mạnh bao nhiêu thì nó thể hiện cho cái sức mạnh mà ông ấy đang lao lên phía trước. Cho nên là từ cái chỗ ống tay này lên đến vai, lên đến lưng, rồi những cái chỗ con ngựa, những cái rèm của con ngựa thì chúng ta cũng đều cảm nhận thấy là ông Lưu Bị đang lao lên với một cái sức lao rất là mạnh. Và chính con ngựa đây cũng đang thể hiện ở cái chỗ đó là con ngựa nó phi lên đằng trước. Nên là khi mà làm một cái bức tranh thì chúng tôi sẽ cần phải cảm nhận xem là cái hình thể của cái người này đang chuyển động như thế nào, và cái luồng gió tác động vào những cái chi tiết nhỏ nó sẽ đem đến cái hiệu ứng là người này đang chuyển động ở mức độ là nhanh hay chậm. Góc hình này thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rõ hơn đó là con ngựa này đang phi rất là nhanh, đúng không? Co được hết cả bốn chân lên với cái đà phi lên phía trước như này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nếu như mà con ngựa đang phi mạnh như này mà cái quần áo nó lại không bay phần phật mà nó chỉ liều dìu thôi thì chắc chắn là cái việc logic cũng như là cái thể hiện sức mạnh của cái nhân vật Lưu Bị ở đây là nó sẽ không tương xứng. Vậy nên là với một bức tranh đẹp hay là có hồn, hay là những cái chuyển động ở trong bức tranh ấy, nó phụ thuộc vào những cái tiểu tiết nhỏ như này. Và chính vì chúng tôi có những cái may mắn là được đọc những cuốn sách và được những người khách hàng chỉ cho nên là chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm và đúc kết ra những cái việc này. Thành ra là làm cái clip này để chia sẻ cùng với quý vị, để chúng ta có cái sự lựa chọn với một cái tác phẩm nó phù hợp với túi tiền, nhưng ngược trở lại là mình cũng hiểu đúng được cái giá trị của bức tranh. Ví dụ như cái vị thần tiên này ở trong bức tranh Thanh Xà Bạch Xà thì chúng ta nhìn thấy đó là vị này đang lướt đi ở trên mây. Và điều gì để giúp cho chúng ta hình dung ra là ông ấy đang lướt ở trên mây thì chỉ có mỗi một cái, đấy là quần áo, râu tóc, những cái gì có thể bay được trong gió nó phải bay phấp phới thì chúng ta mới cảm nhận được là ông này ông đang lướt đi, đúng không? Thì chúng ta đã nhìn thấy là ông này ông ấy đang đứng ở trên một cái khóm mây và ông lướt đi vào quần áo của ông ấy đang bay phấp phới. Nếu như quần áo của ông ấy bây giờ mà không bay phấp phới thì chúng ta chỉ cảm nhận được là ông này ông đang đứng im chứ không phải ông ấy đang đi, đang bay. Thế nhưng mà với cái chuyển động của quần áo, râu tóc và cái phất trần như này thì chúng ta đã biết được là ông này ông đang lướt đi ở trên mây.
Đó, rồi ví dụ như là một cái bức tượng khác của người Trung Quốc người ta chế tác, thế chúng ta nhìn thấy là những cái dải dải quần áo này rất là bay, rất là mỏng và rất là thanh. Nếu như mà không làm được những cái chi tiết này thì nó sẽ không toát được ra cái hồn của bức tranh. Và chính vì như vậy cho nên là khi làm những cái bức tranh mà người hoặc là nhân vật lịch sử như này thì chúng tôi luôn luôn cố gắng chú trọng vào những cái việc tiểu tiết để làm những cái tiểu tiết này cho nó thật là sống động. Và chính những cái tiểu tiết này nó sống động được bao nhiêu thì nó sẽ bổ sung cái ý nghĩa cho cái nhân vật chính. Nhìn từ phía sau đây quý vị cũng sẽ nhận ra là cái nhân vật này chị Hằng này đang lao về phía trước, đứng giống như là đang đứng trước một cái ngọn gió. Và cái ngọn gió đấy nó thổi vào váy, thổi vào áo, thổi vào những cái dải ở trên người, thì những cái dải này nó phải bay theo cái luồng gió về đằng sau hoặc ngược với cái hướng của cái gió. Thì chính vì như thế cho nên là khi mà đục chạm hay là làm những cái sản phẩm này thì chúng tôi phải chú ý tạo ra cái luồng sinh khí cho cái sản phẩm. Một cái cảnh chiến đấu ở trong cái tác phẩm Thanh Xà Bạch Xà này thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn. Nếu như không có những cái dải quần áo này, chúng ta có cảm nhận được là vị này đang lao xuống hay chỉ là đang đang giang tay ra để bay thôi, rất là khó cảm nhận. Nhưng mà khi có những cái dải quần áo mỏng này, bay này, rồi căng này, rồi kéo dài ra phía sau này, tạo cái cảm giác phật 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 này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đấy là vị này đang lướt xuống với một cái tốc độ rất là mạnh, đúng không? Và vị này có một cái khí lực rất là lớn. Đó thì chúng ta sẽ phải xem những cái đường nét tiểu tiết như này. Và trước khi đục cái bức tranh Tam Anh Chiến Lão Bố này cũng thế, chúng tôi cũng phải xem và tham khảo những cái bức hình này thì từ đó mình mới tạo ra cái luồng sinh khí cho bức tranh được. Nó chúng ta nhìn gần hơn thì sẽ thấy vị này cũng như thế đang đi lao về phía trước. Cái cứng là cái kích nhưng mà cái mềm là những cái dải này. Nhưng mà chính cái mềm nó lại tô điểm cho cái phần cứng là cái thân thể đang bay về phía trước. Nếu như không có cái phần mềm là những cái dải bay như này thì chắc chắn cái thần khí của vị này cũng sẽ không thể toát ra được, nên là cái phụ ra nó sẽ bổ sung được cho cái chính. Và sang đến nhân vật Lã Bố ở thì quý vị cũng nhìn thấy đó là những cái dải của vị Lã Bố này đang phi ở cái chiều là từ bên 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 tay trái sang bên tay phải. Và với một cái sức mạnh của cái nhân vật lịch sử là Lã Bố được ví như là gọi là vô song, đúng không? Đánh được cả ba anh em Lưu Quan Trương thì vị này phải có một cái sức mạnh rất là lớn. Rồi đặc biệt là vị này đang cưỡi con ngựa xích thố thì lúc đó vị này phải lao đi với một cái tốc độ đến mức độ như nào. Chính vì như thế cho nên là chúng tôi phải dựa vào những cái quần, cái áo, những cái dải để miêu tả cái sức mạnh của nhân vật, chứ không phải là thể hiện ra là mặt nó hầm hố bao nhiêu, nó nhăn nhó bao nhiêu. Cái đấy nó chỉ là một phần thôi, nhưng chính những cái phụ này nó sẽ tạo ra cái câu chuyện sức mạnh của từng nhân vật. Và chúng ta nhìn ở cái hình này thì sẽ thấy đó là Lữ Bố đang lao đi với một cái tốc độ rất là nhanh, và con ngựa nó đang giớn cổ phi về phía trước. Và với cái mức độ mà giớn cổ phi về phía trước cộng với việc là Lã Bố đang phi cái kích ra đằng sau, thế thì cái tay nó phải khỏe. Đó, cái tay nó khỏe thì những cái dải này nó phải dính vào tay. Với tay mình chắc như này thì một cái dải nó phải dính vào đây, rồi sau đó là cái gió nó bật vào thì nó bay ra phía sau. Chính vì như thế cho nên là khi làm bức tranh này thì chúng tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu để tạo ra cái điểm nhấn cho từng nhân vật. Và nhân vật Quan Vũ cũng như thế, đang phi từ cái góc xa đến gần để tham gia vào cuộc chiến. Và trong cái góc độ phi vào thì quý vị cũng nhìn thấy là tay của nhân vật Quan Vũ là đang cầm cái đao để đỡ và chém từ dưới chém lên. Thế thì cái tay nó phải rất là cứng để lấy cái lực dồn vào trong cái việc là cầm thanh đao để đánh từ dưới lên. Cho nên là cái phần vải ở cái tay áo này là quý vị cũng nhìn thấy là nó phải bám gần như là dính vào cái phần tay. Rồi sau đó là cái phần ống tay là nó sẽ tạo ra cái độ gọi là phần phật ở trong gió. Đấy, nên là những cái phần tiểu tiết như này nó sẽ tạo ra cái sức mạnh cho cái nhân vật chính. Nên là khi mà nhìn một bức tranh hay là tham khảo một bức tranh thì quý vị cũng sẽ nhìn ở nhiều góc cạnh để biết được là bức tranh này nó thực sự có giá trị và nó tương xứng với số tiền mà quý vị sẽ bỏ ra. Thế còn nếu như mà mình không có cái góc nhìn như vậy thì đôi khi chỉ cân đối vào giá thì mình sẽ cảm thấy là nó bị đắt quá hay là nó không tương xứng. Đó, quý vị nhìn thấy cái bờm con ngựa đây nó cũng 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 đang lao bần bật, phi bần bật ra phía sau. Rồi cái lông đuôi của con ngựa cũng như vậy. Những cái nó cứng như vậy nó còn còn tạo ra những cái độ sóng thì nhất định là những cái quần những cái áo choàng ở bên ngoài rồi những cái dải như này thì chắc chắn là nó phải mềm hơn.
và cái độ bay, cái độ lượn của nó sẽ phải lượn hơn rất là nhiều. Và đây là một cái bức hình ở trong cái bức thanh xà bạch xà tôi lấy ra để quý vị cũng có cái sự so sánh, đó là ở bên Trung Quốc cũng thế, người ta đã nghiên cứu và người ta cũng đã tạo ra rất nhiều những cái bức tranh đẹp. Thì trên bức tranh này quý vị nhìn thấy đó là tại sao lại biết đây là đang có gió thổi qua? Bởi vì là các ngọn cỏ này nó nghiêng về một hướng này, nó tạo ra cái luồng gió cho mình, có cái cảm quan là luồng gió ở đây. Rồi cái thứ hai là những cái quần áo của hai chị em này, mình đang cảm nhận là nó thổi từ bên trái sang bên phải. Và ở đây là đứng trước một cái hồ nó rất là rộng lớn, cho nên là gió nó sẽ thổi rất là mạnh. Và vì gió thổi mạnh cho nên là quần áo rồi những cái áo choàng nó mới bay như này. Thế nếu như mà không tạo ra cái độ bay, không tạo ra cái độ mềm, không tạo ra cái độ uyển chuyển, thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận đấy là tại sao đứng ở trước một cái hồ nó lớn như này mà sao quần áo lại đứng im như thế. Thế thì ở đây chắc là không có gió, nhưng ở đây là người ta muốn tạo ra một cái câu chuyện, đấy là đây là đứng trước hồ và có những cái luồng gió thổi qua, và luồng gió thổi thì nó sẽ làm cho cây rung động, và đặc biệt là quần áo nó mỏng và những cái quần áo nó tơi ra thì nó sẽ phải bay ở trong gió. Đấy là cái nguyên lý khi mà thiết kế và chúng tôi nhìn nhận là như vậy. Và thông qua cái clip ngắn này thì chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị đó là mỗi một bức tranh thì chúng tôi đều phải chú trọng vào việc là tạo ra cái bố cục đẹp, và đặc biệt đó là làm ra những cái chi tiết tuy là nhỏ, tuy là phụ thôi, nhưng nó lại là bổ sung cho cái chính rất là nhiều. Và chính cái chi tiết đó nó là những cái đem lại cái tinh tế và đem lại cái sự tinh xảo và đem lại cái sự khác biệt giữa bức tranh này với bức tranh khác. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Xin gặp lại quý vị trong những cái clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi Tranh Gỗ Bùi Gia, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.